Theo số liệu do chính phủ Nhật Bản công bố ngày 4 tháng 5, số trẻ em tại nước này tiếp tục giảm trong năm thứ 43 liên tiếp và liên tục ở mức thấp kỷ lục. Trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Fumio Kishida đang nỗ lực triển khai những biện pháp chưa từng có để giải quyết vấn đề này, Số liệu do Bộ Nội vụ và Truyền thông công bố một ngày trước ngày Tết Thiếu Nhi ở Nhật Bản ngày 5 tháng 5 cho thấy số trẻ em dưới 14 tuổi, trong đó có cả trẻ em người nước ngoài, tính đến ngày 1 tháng 4 vừa qua là 14,01 triệu trẻ, giảm 330.000 trẻ so với năm trước. Theo đó tỷ lệ trẻ em trên tổng số dân giảm 0,2 điểm phần trăm xuống 11,3%, cũng là mức thấp nhất kể từ khi có dữ liệu so sánh vào năm 1950. Theo dữ liệu của Liên hợp quốc, Nhật Bản có tỷ lệ trẻ em thấp thứ hai trong số 37 quốc gia có dân số ít nhất 40 triệu người, chỉ sau Hàn Quốc với 11,2%.